Chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Công Huấn Audio xin giới thiệu các bạn một sản phẩm nữa. Đó là chiếc Bow 301 Series 5. Đây là chiếc hàng bãi đã dùng rồi, được chuyển về theo đường nhập khẩu. Đây là mặt trước của chiếc loa này. Quay mặt sau nhé. USCA đấy. Công suất của những đôi loa này thì nhỏ, khoảng tầm 75W một loa. Đây là chiếc bát. Cấu tạo của chiếc loa này là gồm một bát 200mm và hai tép giấy, đường kính là khoảng 6cm. Đây một cái này, và đằng sau đây một cái này. Đây là đôi hàng bãi dùng rồi, không tránh được cái xước sắt. Quay hàng cổ loa các bạn nhìn. Đó. Đây hàng Bow này. Dây nửa ngoài nó ngắn. Đó. Con trợ này. Chiếc loa này là Mexico này. Không hiểu tại sao ở ngoài thì Mỹ mà trong này là Mexico, cái này mình không biết được. Và mở những cái đôi loa xịn ra thì mùi rất thơm. Đó. Đây là cái tem ở cạnh này. Series 5 này. Đây trong này là bóng này, trở này. Thùng ở chỗ này có miếng bông tiêu âm. Đó. Đây là kết hợp cả nhựa cả gỗ. Ở chỗ này có một cái tép nhựa che lại. Hàng mình mới nhập thêm con này về, mở ra làm video luôn cho mọi người biết thêm về nó. Mở ra phải thấy mùi rất thơm, thơm đặc trưng, chứ còn nếu như mà thơm kiểu mùi lạ thì cũng không đúng. Những con CG5 này thì mới sản xuất nên mùi thì không mất được. Những con CG2 thì do lâu rồi, cách đây thì những 30 năm thì mới hết được mùi. Những con này mới thì không hết được mùi. Cái cạnh chỗ này nó không nổi nhiều hơn mấy đâu. Cái hàng này nó thì nổi hơn khoảng tầm ni. Cái hàng nhái mà mình đi xem một đôi, nó nổi về 2 ni. Nhìn biết liền. CG5. Trong CG5 này thì cũng khó lừa được mọi người. Vì CG5 là nó nhìn là biết liền. CG4 là dễ lừa lắm. Và mình xin phép được dừng video ở đây. Nếu các bạn hãy thấy cái video của mình là có ích, xin mọi người hãy chia sẻ cái video này cho mọi người được biết. Và hãy đăng ký cái kênh của mình để nhận được những cái video mới nhất. Và hãy like, hãy comment. Xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những video sau.